Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay về được cái sản phẩm đó là cái cây giò đạp anh em ha. Cái này là giò đạp một thái nha. Anh em có thể gắn được cho rim thái hoặc là quay thái đều được. Thì cái này anh em quay alpha chúng ta nhìn thấy thì chắc là rất là đẹp anh em ạ. Tại vì quay alpha để cái cây giò đạp của nó không có đẹp, xấu lắm, nó mờ mờ kiểu gì á. Đây. Kick starter nha. Chuẩn thái nha anh em. Đó. Bóng cực bóng luôn, em thấy không? Rất là bóng nha. Cực đẹp luôn, nhìn cái nước xi của nó rất là mê nha anh em nha. Nước xi Thái thì anh em đừng so sánh với lại mấy cái hàng Trung Quốc hay là mấy hàng Việt Nam làm gì. Nó đã là cái đẳng cấp rồi anh em ạ. Đó thì bình thường thì xe anh em xe quay alpha thì nó sẽ rất là mờ nhá, nó có bóng như vậy. Còn quay Thái thì anh em thường sử dụng bây giờ đã là mười mấy 20 năm rồi thì nó cũng rất là mờ rồi. Này phía sau có mã này. Đấy, có mã cho anh em chọn nha. Đó, cái này thì mới 100% nhập Thái nha. Đây, trong bọc nó sẽ là như thế này. Đó anh em ha, yên tâm về sử dụng nha. Made in Thái Lan luôn. Rồi, thì cái cây cần đạp này anh em thì giá nó cũng phải chăng thôi, ngày xưa thì giá nó tới 700 800 lận mình không có nhập bán cho anh em thì mình biết là cái giá quá cao, ít người mua tại đồ Thái mà anh em. Thì bây giờ giá nó cũng đã tốt hơn rồi anh em, chỉ còn 400 mấy thôi. Đó nè, anh em thấy phần phía trên rất đẹp luôn, phía sau nó còn có chấm sơn nữa nha anh em, nhìn cái phần CM của nó này nhìn rất là mê luôn em ạ, cực đẹp luôn. Nó mờ nhưng nó vẫn vẫn ánh lên nha, chứ không phải nó mờ nó bị tối nha. Đó, phần cài ốc này cực kỳ ok luôn. Nói chung cái cây cái này thì quá là đẹp rồi nè, đem ra nắng cho anh em coi này, anh em thấy bóng không, quá là đẹp luôn nè. Cái này mà anh em chúng ta đi ra đường là gắn cho xe mình là phải nói là cực đẹp nha, điểm nhấn luôn á, nhìn rất là mê ly luôn. À, quá đẹp anh em ha, anh em có thể thấy nó bóng cực bóng rồi đấy. Thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ với mình nha. Đây phía sau nó là có chấm sơn nữa này anh em, đó phía sau là có chấm sơn luôn nha, rất là đẹp. Thì anh em nào có nhu cầu thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho Đạt nha. Giá thì khoảng hơn 400 rưỡi một chút xíu thôi. Tuy nhiên là cũng không có đắt ha. Vẫn anh em chúng ta chơi đồ Thái thì anh em biết cái giò đạp này nó rất là đắt tiền rồi. Hàng theo xe hôm nay nó 500 700 ngàn một cây nó mới có cây đẹp. Đó. Mà bây giờ rất là hiếm nha. Thì anh em nào chúng ta chơi quen pha hay là chơi quay Thái đều có thể gắn được. Cái này gắn được cho rim, super rim Thái luôn. Các dòng quay A này cũng gắn được nha. Phải nói là rất là tuyệt vời anh em ạ. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ cho số điện thoại của mình 0915 434 973, liên hệ với shop Trần Đạt anh em nhé. Đó, cực kỳ đẹp. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại em vào những video tiếp theo nha.